nữa chưa? Con cái nó chờ cho phải đặt đi cầu đi khấn. Giờ nè con nè, cái ghê chưa? Mấy đợt trước người ta cứ nói vậy á, con Nguyên bị này nó xui xẻo, cũng đen dữ lắm, nên vả lấy gia đình á, rồi làm ba cái lễ giải hạn thì tùm lum trời má. Đó là mình nhỏ máu không mà, trời lắm. Sao tôi thấy cũng đâu phải con Nguyên đâu? Đây rồi đấy. Ngồi đi. Ca này nặng. Tôi nhìn thấy thứ gì đâu. Im đi. Ngồi im.
sướng dữ vậy? Nghe phải gì không? Bà già tao chết thì tao làm được mớ như là bị bà già luôn. Thank you.
môn và kiểm tra đồng hồ. Đặt vào thức. Hết nhật ký. Nhớ là kỷ vật của người nhà đồng đường. Tuyệt đối không được quên. Sắp đến giờ rồi đấy. Người nhà đã có điều muốn nói với cậu. Nhanh đi đi.
giả thân mình của chuyên mục truyền bá 3 giờ sáng. Gần đây, báo đài đưa tin về vụ chấn yểm ở chung cư tại Sài Gòn. Tôi vốn là người thích nghiên cứu những vụ huyền học, tâm linh, nên tôi đã theo dõi vụ việc này khá sát sao. Theo thông tin bên lề, thì có nhiều người dân địa phương từng trông thấy hồn ba nữ áo trắng lượn vẩn ở khu vực giếng trời chung cư. Từ những mô tả của các đương sự, tôi nghiệm ra rằng có ít nhất 4 hồn ba nữ. Bọn họ tuy mặc trang phục giống nhau, nhưng tóc tai và dáng dấp khác nhau. Điểm rùng rợn là họ xuất hiện bất kể thời gian, dù nửa đêm hay chính ngọ. Chỉ cần người hợp viện chắc chắn sẽ nhìn thấy. Điều này dấy lên một nghi vấn của tôi về chung cư này. Liệu đằng sau vụ việc chân yểm trên có còn điều gì tà ác không? Vì sao hồn ma lại có thể xuất hiện vào ban ngày? Bảy mươi lăm, tám mươi, tám mươi lăm.
Cô Phương, tôi không hiểu gì hết á. Tại sao em gái tôi, nó lại muốn giết tôi? Nó sợ tôi. Nó... Bình tĩnh. Cô tập trung ấy thì cậu mới hiểu được. Nhưng mà có thật sự là con bé nó muốn hại cô không? Hay là nó kêu cứu? Cậu nghĩ kỹ xem, nó xô cậu là vì lý do gì? Chưa biết đúng không? Vậy thì quay lại giấc mơ đi, tìm câu trả lời. Qua đây tao dạy mày chơi bóng nè. Dạ. Con hươu nè, ăn cỏ trong rừng. Gâu gâu con trâu á, đây là chỗ con hươu. Ngu nữa, trong rừng có con chó đi mày. Nhưng con chó vô rừng để dẫn được.
nhà mà về. Không biết làm con khác thì có. Đánh ra đi, tao làm cho coi. Nè, con chim bay bay. Con cua nè. Anh hai ơi, anh hai coi nè. Coi em nè.
không có được để cho người khác nhìn. Cái này tôi cắn miếng thôi được không? Nữ có muốn sinh con trai không? Dạ muốn chứ. Vậy thì nhai nuốt hết toàn bộ đi. Được. Để ta đi lấy cây bút.
Vô bưng phụ mẹ nè mấy đứa. Thank you.
Vô mời ba khai tiệc đi con. Thường hay vất vưởng ở nơi họ chỉ, hoặc đôi khi là nơi
thì học suốt ngày lục đục, em không thích đâu. Nhặt nốt đêm thâu, chừng nào mà mưa ngâu, làm đâu có hết. Chúng tôi còn nhỏ, sau chung cư là của đứa cháu. Chúng tôi hay làm dừa bằng giấy và thi nhau thả xem ai bay cao. Tất nhiên là tôi thắng. Nghĩ lại thấy vui thật. Huyền ngốc lẻo đẻo bên anh suốt, chừng nó ngắn ngủ à, mà đời thi đá banh với mình hoài. Hồi này mới vô đội banh của trường. Hình như từ lúc này bọn mình ít chơi với nhau hơn. Cũng phải thôi, mình bận học thêm rồi ngoại khoa hết thời gian mà. Cái này hình như là người bạn tưởng tượng của nó thì phải. Cảm ơn anh hai vẫn nhớ, nhưng mà em chết rồi còn đâu. Thank you.
một số quy định kiểu cách khi tham gia trải nghiệm này. Tuy nhiên, tôi nghĩ không bị quý vị sẽ không tránh được cảm xúc không thể nào chỉ dạo quanh những sự vật mà hoàn toàn không có tác động nào đến nó. Vậy thì, nếu như chúng ta đã tác động vào một người hay một sự vật trong mơ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời các bạn tiếp tục nghe chia sẻ của một thính giả đã từng có trải nghiệm kinh hoàng khi nhận lĩnh hậu quả của Lucy Green. Tôi là giáo viên sắp về hưu. Vợ tôi trẻ hơn tôi gần 10 tuổi, chỉ ở nhà làm đồ chợ và thỉnh thoảng viết lách như một thú vui. Chúng tôi có con muộn nên năm nay con gái chúng tôi chỉ 24 và vừa kết hôn được 6 tháng. Chồng con bé là một kỹ sư thuê nhà ở cùng khu chung cư với chúng tôi, trải ở tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Được cái là con rể của tôi rất lễ phép, biết chăm lo cho con gái của chúng tôi nên chúng tôi khá yên lòng. Vì không muốn để các con có cảm giác tù túng nên chúng tôi sinh hoạt hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có con gái là mỗi ngày về nhà nấu cơm ăn trưa cùng vợ tôi. Đến chiều, con bé sẽ về nhà cơm nước cùng chồng. Thỉnh thoảng có gì thì con rể sẽ qua dùng cơm tôi và xem trận bóng đá cùng tôi. Mọi thứ tưởng chừng bình lặng cho đến khi con rể tôi mất tổn thương vì tai nạn giao thông. Con bé tôi trầm tĩnh hơn tôi nghĩ. Con bé không hề rơi một giọt nước mắt nào trong suốt đám tang của chồng mình. Sau khi vợ tôi đại đi thì con bé cũng đồng ý tuần sau sẽ dọn về ở cùng bố mẹ. Hôm đó, tôi đang trên giảng đường chuẩn bị vào tiết dạy đầu giờ trưa của mình thì bất ngờ nhận được tin báo con gái trong cổ tử vong. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, không dám tin vào tai mình cho đến khi tận mắt thấy sự thật. Khi tôi về đến nơi thì người ta đã đắp khăn trùm cho con tôi. Tôi quyết tâm nhìn mặt con lần cuối. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng gương mặt tan nát, mặt trần trường dị mỏng cùng cái lưỡi thẻ dài hết cỡ của con bé đã khiến tôi loạng choạng buồn rụt tẻ tả. Cùng sau khi vợ tôi như cần bất hồn, bà ấy cứ lẩm nhẩm hỏi tôi vì sao con đã chọn ra đi như vậy. Tôi vô cùng đau lòng. Tôi xin xét duyệt để được về hưu sớm vì không còn tâm trạng được nữa, cũng như lo lắng cho tình trạng của vợ mình. Bà ấy tuốt mình ở nhà, thậm chí đi chợ đồng cũng không ăn. Tôi đều đặt mua thức ăn về cho vợ. Bà ấy mua đủ thứ sách tâm lý rồi nghiền ngẫm sách thần học Lucid Dream. Thôi thì có cái cho bà ấy làm có lẽ cũng tốt hơn. Tôi hôm ấy tôi có cơn ác mộng thấy con gái mình trong đục lặng trong căn hộ của chúng tôi. Khi con bé chia tay về phía tôi thì tôi giật mình tỉnh giấc, người đổ đầy mồ hôi hột. Tôi thấy cổ họng khô khan nên nhẹ nhàng xuống bếp dọc đường, vừa uống nước vừa nhìn ra cửa sổ. Đêm 30, bầu trời tối đen, những ánh đèn đường leo lét khiến những rặng cây đổ bóng trông rất quỷ dị. Tôi nghe tiếng động sóng lớn, biết là vợ mình tỉnh giấc, chắc nóng quá nên tìm nước uống dập tôi. Tôi chậm rãi xoay lại gần người nhìn vợ mình. Trên tay đang cầm hai con dao, một cái đòn vắt, một cái là dao phay to. Để bắt bà ấy rất kinh dị, tôi không biết phải diễn tả sao. Tay bà ấy đâm con dao nhọn vắt vào bụng tôi, tốc độ vô cùng nhanh. Tôi đã hủy mà thứ như mơ màng đi. Tôi nghe tiếng vợ mình nói: "Mình à, đừng sợ, nhanh thôi, gia đình ta sắp đoàn tụ rồi." Con bé dặn tôi phải phân nhỏ ra, như vậy mới dễ dàng di chuyển đến thế giới đó được.
gì? Mày mua cho xem cháu mặt tao chưa đủ sao? Đứng đây cho tao ăn nhiều thêm đi gì? Ông làm cái gì vậy? Anh ra coi. Có làm gì đâu. Mình mới về hả? Ông qua đây, cắt cổ con gà vô tô cho tôi. Bốn món đồ liên quan tới con bé có chưa? Dẫn nó vô đi. Ủa mẹ, em hai đâu? Hai đâu rồi? Quỳ xuống. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ráng đi con, chút xíu nữa xong mà. Im lặng. Buổi lễ bắt đầu. I don't know.
tranh bỏ vỏ. Bút chu cái lo nhà mày chết bơ chết bụi. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám. Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Bố mày đéo làm nữa. Bố mày đéo làm nữa. Cái bọn vật tranh bỏ lỗ. Bố chu cái đó nhà chết bơ chết bụi. Trốn ở đâu? Mày trốn ở đâu rồi? Cái bọn vật tranh bỏ vỗ. Bố chu cái đó nhà mày chết bơ chết bụi. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám. Mẹ tao gà kèm gai phải vào mày đéo giúp à. Cái bọn đàn bà vô dụng. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám.
Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Cái bọn vật tranh bỏ vỗ muốn chu cả nhà nhà mày chết bơ chết người. Tao chém chết mẹ bọn mày. Mẹ tao già kèm gai vậy mà mày đéo giúp à? Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Tao chém chết mẹ bọn mày. Ôi trời ơi, đau quá. Tranh bỏ vỗ muốn chu cái đó nhà mày chết bơ chết bụi. Mẹ tao già kèm gai vậy mà mày đéo giúp à?
biết con mẹ mày lũ chó ăn bám. Cái bọn đàn bà vô dụng. Con trai cưng của bố. Ra đây bố bảo. Cái bọn đàn bà vô dụng. Cái bọn vắt chanh vỏ vỏ. Bố chu cái lo nhà mày chết bơ chết rồi. Cái bọn đàn bà vô dụng. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám. Tao chém chết mẹ bọn mày. Con cầu xin cho cả nhà con khỏe mạnh, anh hai học hành giỏi giang, công việc của bố con thuận lợi. Con ước nhà có nhiều tiền để con được đi học tiếp. Bố mày đéo làm nữa. Con trai cưng của bố. Ra đây bố bảo nào.
rất lâu. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng hiểu rõ. Chém chết mẹ bọn mày! Mẹ tao gà kèm gai vậy mà mày đéo giúp à? Cái bọn đàn bà vô dụng! Việc nhà không lo, suốt ngày cứ vẽ vời vô bổ. Xe mà mình nhậu vậy, hôi quá à. Thôi thôi cái tụi bố mày. Mình nó tánh kỳ quá. Đi đường mà nhậu vậy không có an toàn. Tôi lo tôi nói chứ gì đâu mà mình cọc cằn với tôi. Mẹ bố mày đã điên nhá. Cầm cái mộc chó lại nhảy suốt ngày à. Tao ra đường đó người ta chửi trên đầu trên cổ tao kìa. Tao phải nhìn đấy. Về nhà thì vợ con lem em. Mình cọc tính quá à. Mẹ mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi,
đang được ngược chiều mà. Cái thì ngược chiều á? Mày cầm cái mồm mày lại cho tao một điểm. Nắm vô lại. Cầm cái đéo mẹ mày. Trong điện của